Rồi, xin chào mọi người, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 nha. Trước mặt mình là một cái cây táo. Cây táo này nó có tên là Red Delicious. Thì Việt Nam mình gọi là táo đỏ đó, cái này táo Mỹ nha. Mình mua cái cây mình trồng cũng được, mình chim nó 2 lần cho 1 năm thì nó không có lớn cho lắm nha, nó nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp thôi nè, đó. Nó tỏa xòe như cái dù vậy đó, cái này mình với mình hái trái thôi. Cái này trồng được khoảng 5 năm rồi. Thì cái giống Red Delicious này ăn thì cũng ngon, ngọt ngọt, giòn giòn. Trái thì nó cũng vừa vừa, không to lắm. Thì cho nên mình quyết định là mình ghép. Mình ghép cái cây này lên 3 giống táo khác nhau nữa. À, như cái ăn cành này nè, mình mới ghép năm ngoái nè, mình lên rất rất mạnh. Mà cái táo khi mình ghép á, nó rất là đẹp nha. Nó liền gặm rất đẹp nè, nó còn cái mối mình cặp nó nè, mình ghép mà gặm hàm chéo á, âm dương á, đó, nó rất là chắc, nó không có bị gãy nha. Còn mình ghép mình gọt xéo mình chặt với nhau á, nó cái sức sống nó yếu mà cái sự liền thành công nó cũng kém, nó dễ gãy cành lắm. Thì mình ghép này nó mạnh hơn. Thì cái cây này là Honeyquist. Honeyquist là cái táo giống trên thị trường rất là ưa chuộng á. Các bạn ở Mỹ hay ở nước ngoài còn đều biết á. Ăn giòn ngọt mà nó vị chua chua mà nó chắc lắm. Con nít nó thích ăn lắm. Thì cái giống này ăn rất là ngon. Nhưng mà khi mình trồng là nó không có chua như ngoài chợ nha. Nó sẽ ngọt rất đậm đà mà chắc, nịch, ngon lắm. Thì mình ghép cái giống Honeyquist này vô mấy nhánh luôn. Nhánh này. Rồi nhánh này nữa nè. Nhánh này lành rất đẹp. Lên bự cao năm nay có thể hy vọng nó bói. Rồi xong rồi một cái nhánh đây nó là mình ghép Fuji nha, táo Nhật á. À, táo Nhật á cũng ăn rất là ngon, đậm đà, nó vàng vàng đỏ đỏ đó. Cũng giòn ngọt lắm, Fuji. Đây nữa. Xong rồi mình ghép thêm giống nó là Renny Smith, nó là táo xanh á. Đây, nhánh này đây. Là nó có nụ sẵn đây nè. Ghép là mới ghép năm ngoái, năm nay nó ra nụ quá trời đây nè. Nhánh nó đây. Mới ghép đây. À, Ren Smith. Táo xanh á. Đó là ba loại tất cả. Xong rồi. Cái này mình ghép thêm cắt tỉa cái mình thấy tiếc tiếc cái mình ghép thêm vài nhánh cuốn băng keo này. Vài nhánh Honeyquist nữa. Đây. Các bạn nhớ quấn đầu đuôi cho nó gọn nha. Đây nó cái này là Fuji. Fuji thì cái nhánh nó hơi ốm ốm. Fuji. Đó. Fuji nha. Táo Nhật á. Đây em nữa. Đây nè. Nó lành này mà tự động nó bung keo mà nó chưa bung hết nè. Cái này thêm cái Fuji nè, nụ quá trời luôn. Cái này là mai mốt đầu năm tháng 3 nè, nó sẽ bung nở bông rất thơm rất đẹp. Thì lúc đó sẽ quay phim chụp hình thêm. Hồi xưa mình có quay mấy video bông đẹp mà để là mình tìm mình upload lên cho. Mà năm nay thì sẽ nhiều trái nha. Đây khổ cỏ nè, cắt cỏ với lá khô với phân chuồng của mục, bón thêm ít phân hữu cơ vi sinh nha, nó hiệu Joby Organic Fertilizer. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn video lần tới, bye bye.